tao đã được điều được á, ví dụ bán ở đây thì họ bệnh tật gì đó á, tổn thương về cầu thận mình chưa biết á, đó hoặc là gì ví dụ đứa em bé bị bệnh gì sao họ bị suy thận thêm á, bị ngạt bây giờ đó họ suy năng thận vâng, thì mình phải luôn luôn kiểm tra xem có đi được không, đi được bao nhiêu á, thứ ba là có thể để mình giải quyết á, đó người nhà bởi vì nhiều khi người nhà là gì hay đang chăm sóc nhiều khi lắm, ví dụ như là đêm thì ba chăm sóc ngày thì bà ngoài đêm thì bà nội mà phải là gì sáng ra đi về quê nhà đi, có thể sáng nay bà ngoài phải là gì phải cái điều đó anh biết tất bật á, để ra hỏi nhưng mà mình phải hỏi lại cho chị một chút, nhiều khi là giáo cô mà không rõ ràng là cũng biết nhé. Ba theo dõi tương năng có nghĩa là gì, em bé trong cơn đầu thôi hả, thì có thể có hiện tượng sụn cân sinh lý, tuy nhiên sụn cân sinh lý này nó sẽ không quá 10% so với tương năng khi sinh ra, ví dụ em bé sinh ra 3 cân thì trong cơn đầu tối đa maximum là 3 lần nhé, thì không phải là hiệu quả đó, chỉ còn vài là 2-7 nhưng mà như vậy là cũng quá lắm rồi nhé, thường là nó đúng cân sau đó nó sẽ đi lên hả? Chăm sóc đủ này tức là các bạn phải gì bán đồ này các bạn phải đặt sinh ra cái là làm đủ mỗi ngày làm kẹp rốt xong ngày thứ hai khi đủ khô là mình sẽ bơm cái kẹp rốt này đã luôn chứ không phải là kẹp bong mãi được hết, thì ngay sau cái tiền của anh thì mình không có bán đồ nữa để quảng bá rồi cho mình tặng mình các khổng lồ để cho nó dùng tự nhiên á, để khi nào mà rụng đá đồ chúng ta thì tính rụng nó khô luôn, bởi vì cái quả sinh rụng này sẽ tùy theo cháu, và cháu là gì tháng ngày là rụng, có cháu 7 ngày 10 ngày và có cháu quá nhiều được 15 ngày á, như vậy là cái phần mà 7 10 15 nó nằm ở nhà đó á, như vậy mình phải hướng dẫn cho người nhà người ta chăm rụng và để rụng tự nhiên chứ không có bắn bóc gì ở đấy nữa á, càng bắn bóc là nó sẽ càng bị ảnh hưởng thì cuộc đặc biệt là gì ví dụ tại đó vậy ha là được. Hoặc là gì người nhà tắm và lau thì không nhầm lau ha, như vậy là sẽ bị và lổ đổ của nó hơi sâu nữa đấy, như vậy là tắm cái ổ đóng kín thì chấm đổ sẽ khô. Thì như mà đổ vào cái máu này thể ngừng như thế này hoặc là sưng đỏ thì là gì chắc chắn phải đưa đi kiểm tra lại, nếu như cái bé đang ra viện hoặc cái bé đang trong viện là thì cái ngay ngay là cố thẳng thì là cố sẽ phải quay ra sạc khuẩn cái bé rồi hoặc là như gì cũng cho bé thì nhiệt không đủ nặng. Còn nếu như mà em bé về rồi mà mình lờ mắt mà mình thấy như thế này là thì thôi đưa đi bệnh viện thì không có tăng nha, bởi vì em bé là chỉ có một chút này thôi, nó bị sưng nắng đó có thể tử vong. Chăm sóc mắt thì ở đây là gì, thường quy nhất tuổi với cái trường hợp là về sinh thương quý thôi là chúng ta nhỏ một buổi sinh lý thì sẽ nhỏ cái gì buổi sáng chẳng hạn, khi mà mình về sinh vào tâm tập xong rồi có thể nhỏ mắt cho em bé một hai như vậy là hai mắt nó sẽ đỏ đi, chúng ta dùng cái gà bổ sung bản sắt đó nhé, hai bên hai gà có thể kéo từ cổng ra một cái là xong, thì không có gà không phải để gà bên kia không được nhé, mắt nào là mắt đó từ cổng ra là một đường đi nhau ha. Nếu như mẹ mẹ bảo vệ khoảng như chẳng hồi lại các mẹ thì lồng câu hoặc một lá lên khi ra thì mình sẽ nhỏ cái cuộc má để sự kê đơn đúng chưa? Đây là cuộc nhỏ mắt quốc dân ai có thể ta tắm bé các bạn nhớ đây tắm bé là tốt nhất là 6 tháng tư giờ đầu khi em sẽ là gì đã ổn định sau nghĩa là gì đã đủ được rồi nhiệt độ lực hả thì khi đó mình sẽ tắm và mình sẽ tắm rất là nhanh chứ không phải như khi còn thì còn cái tâm trò này có nghĩa là gì các bạn nói là sinh ra có thể là nó có cái gì mà nó có thường, còn những trường hợp ở đây 6 giờ có nghĩa là gì trường hợp quả bông là có thể là chỉ nhất và bắt sớm nhất là 6-6 giờ thì cũng có thể tắm được chỗ 6 giờ 6-6 giờ là gì thì trường hợp quả bông ở đây là gì có nghĩa là mẹ thì chỉ có trường hợp chắc tính thì dù gì ví dụ mẹ đi học như thế hả khi là những trường hợp khi người ta sẽ tắm hả có thể tắm ở nhà bớt tất nhiên là hiệu quả cho việc cái không phải những cái bé quả bông gì đóng được mũi là quả bông nhà hàng hết quả bông rồi là quả khối tức là mẹ nhiều khuẩn khối luôn á hết chứ còn mà khối sắt mẹ khối chi cũng có thể sinh hoạt đi hoạt được nhưng mà khối khối nhiễm khuẩn khối nhá bông nữa hay có nhiều người khối đóng bông hả thì như vậy đó có thể thực hiện tắm cho bé được nhưng mà bởi điều kiện em bé phải
không chỉ tốt, công tham tốt, giá trẻ tốt, chủ yếu tốt, khi mời người tắm không không anh đi thôi cửa đi sau hai cái cũng chưa là mới tắm hả. Rồi câu đã đúng hôm nay là mình phải đặt tiền cần chịu mẹ, ví dụ như mẹ có phụ tư không quan sinh dục, hoặc là mẹ có tiền đoạn được đó, hoặc là mẹ thái luôn thì mình chịu với mẹ không thai nhưng mà có phụ tư không quan sinh dục mình chỉ thơ, hoặc là mẹ sinh ra họ có chết, họ có kem nhanh nhiều quá hả? Nhỏ ngay và đi tôi xin hả và tiêu viêm gan B là tổng hại của bụng nhiều đâu ở cả ba khóc á thì cả ba sẽ có đấy chứ nè hạ cái em yêu cái ông gì đó được đấy nhưng mà ở đấy là gì đối với mọi trẻ đến 2 năm là bệnh thứ nhất là chất tập sinh không có bệnh lý cấp tính gì khác ví dụ nhiễm trùng bệnh nặng hạ chết đối với tất cả những trẻ đến 2 năm mình sẽ chất tập sinh trong 1-2 tháng đầu luôn trường hợp ta mẹ có hạt để ra cái yếu tật nữa thì ngoài cái tắc sinh mình sẽ tiến thêm globulin biển dịch luôn là sở phục trong trong 2 tháng nha mẹ thì không phải là mình phải chơi hạt bé như là không có tổng lượng này hả đây là mình không có tổng lượng hả và một số thuốc bây giờ mình có thể chất chiếu cho mẹ uống luôn và theo khuyến cáo đó là vitamin D thì có rất là nhiều chế phẩm vitamin D và luôn luôn mình sẽ ví dụ mỗi loại như vậy là bù cho thương họ sẽ theo dò nhé mình sẽ bổ sung bù tập tâm vì thế này thì như vậy là gì mình sẽ mỗi loại là có thể là 2 cân như vậy mình phải 2 giò 500 thì 1 giò bột đường 400 thì mình sẽ cho 1 giò thì như vậy mình sẽ thấy mỗi loại như thế này là nó bao nhiêu 1 giò và bao nhiêu đơn vị nhé mình phải xem cái kỹ để mình hướng dẫn cho đúng nhé. Khi nào mình nói như uống vitamin D thì nha hỏi chẳng hạn hả bác sĩ nói đưa cho cái loại này cái nhau uống thì mình hỏi chị giống như chị hoặc là mẹ hoặc là cô gì đó là loại tên là gì và chị sẽ cái đó là họ đã bột tròn và phải trăm đơn vị thì các bạn mới hiểu được là làm sao để cho nó bột trăm đến 500 đơn vị là được hả và không quá không bị quá hả còn mà ví dụ như là trường hợp mà chị không phải được nghe những cái truyền chuyển chứng cha chị là bác sĩ là bác sĩ thôi thì đừng nói cháu không đến như quá hoặc là rụng bên thắt và tóc rụng bên thắt hoặc là gì tức là những từ chịu liệu đó hoặc là gì hoặc là sốt đêm hoặc là thấy gì mồ hôi chẳng hạn hả thì đôi khi chịu đáng chi đê gì đó nhé thì là các bạn từ tăng liều là không đúng nhé mình phải có tăng chuyện là mình phải tăng liều trong không khí đơn vị như vậy và các bạn nhớ là gì uống từ 6 tháng cho tới 1 tuổi nhé hoặc là khi nào giả sử em bé bú mẹ sẽ bú đến một ít nhất 1 tuổi luôn và nghĩ như mẹ bé bú sữa có nước ngoài á thế thường là họ sẽ giàu vitamin D rồi thì như vậy mình sẽ cử đến nhỏ họ là gì khi nào em bé bú một ít thì mình sẽ có thể nuôi được nhé đôi khi 6-8 là em bé khả năng bú sữa một ngày có thể 1 ít rồi như vậy có thể không cần bú vitamin D nữa mà có ít thôi thì mình sẽ bú và sắc hoặc là multivitamin thì nên bổ sung từ tháng thứ hả tuy theo bé, có những bé hồng dưới sắc tôn thì thôi tại đây là không phải bắt buộc còn thì không đi đến hầu như là quyền đạo rồi con sữa mẹ sữa mẹ là cũng có thể sinh ra đẹp nhỏ hay cái này là các bạn sẽ thuộc rồi và của mẹ hoàn toàn không có phản đâu tại vì má cái này cũng để là cũng khó mẹ có sữa thì tốt mẹ không có sữa thì cũng bị đường thế tất nhiên phải bắt buộc là gì có thể là sửa môi, sửa bên ngưỡng thai, sửa mẹ hoặc là gì không có được thì bác cùng em sẽ phải sửa công thức đây là cơ địa nhé và cả bạn nhé bạn nữ thì cũng sao bằng nào cũng phải hiểu cái này không tạo nhé có nghĩa là gì không phải nhìn thể mà ta như thế có nghĩa là gì không hiểu được cái đây là thuộc dạng là khi nào mà sinh ra có con mình phải hiểu được là khi ba mẹ nào có được tất nhiên là gì vai trò của dinh dưỡng vai trò của tâm lý tức là mẹ được thoải mái này nhé rồi là chăm sóc bố mẹ ăn uống đầy đủ để có chỉ đủ dinh dưỡng được khi mang thai và sau khi mang thai đầy đủ như vậy nó sẽ tích phổ rồi rất là nhiều nó kết quả tăng tiến triển thì không phải là hoàn toàn là có điều mà đổ thế nào cũng được đâu hả có nghĩa là sẽ có một phần như vậy và thì mẹ rất tốt họ chăm sóc rất tốt từ sinh sau sinh nặng cũng rất đầy đủ tỏ nhiên là dễ dàng nhé nhưng mà ít có thể là họ bị stress quá căng thẳng có đầu tiên ba ngày đầu tiên thì sữa mẹ có thì không á như vậy là stress trở nên stress hoặc là cái cả những mẹ không stress được nhưng mà sẽ bị stress cho đó lúc bởi vì là giờ mà phải sữa hoặc là những mẹ là gì hoàn toàn là chưa có thể
quần phải nó thì như vậy là chúng ta phải gọi là gì có một cái nhìn cởi mở, tất nhiên là sửa này là tốt nhất ha. Cụ mẹ cao hơn là tốt đúng không? Và sửa mẹ là gì? Sửa non ha, các bạn sẽ có sửa non. Và sửa non này thì sẽ có nhiều hạt thể hơn cho nên là em bé ha. Nhìn ngay đâu á, đối với mẹ thì có là từ 5 ml, 4 ml thôi. Thì cái giọt sửa nó sẽ vàng ha, và lỏng nó cái thân phân khác thể nó sẽ nặng nhiều hơn cho nên lưu ý nhưng mà rất là giá trị ha. Và thì sự chuyển biến sau đó nó được kéo và càng sau đó gió là gì chúng tôi ấy càng càng nhiều cho nên là độc cái thân phân sửa nó sẽ cái lượng lượng nó nhiều hơn mặc dù nó gì nó cũng có cái năng lượng đầy đủ cho em bé đó ha, nhưng mà cái lượng lượng nó nhiều hơn và không nó sẽ chia ra làm sửa đầu sửa cuối cho bé bởi vì là dưới đạt được mà ăn gì á thì ngủ ngủ nó sẽ biến thành thuốc ha. Vì ai có kinh nghiệm rồi đó khi là sửa đâu nó hơi là trống trống nhìn trống trống lắm hả nhìn giống như là chim nhược con đào nghe nhau thấy hả chứ là mình quậy nghe đó chứ không phải là mình go rất là kỳ hả gọi là tăng cái tập hàng hoặc là gì sửa màu sắc của sửa nó cũng tùy theo mẹ nữa có thể là tùy theo mẹ hoặc là tùy cơ địa mà những người sửa vàng hoặc những người sửa đậm hoặc những người sửa nâu hả như vậy thì mà không phải là người sửa vàng là gọi là gọi là nhất ha, có nghĩa là nó sẽ tùy vào cái thân phận đó. Ví dụ là gì, em bé bú được và ăn cơm được thì như vậy là đạt yêu cầu đấy, chỉ không có nhìn vào thì sẽ đánh giá thế này thế nào ha. Và khi các bạn dưỡng sữa ha, rồi tương lai dưỡng sữa rồi, thì như vậy là gì? Các bạn có thể là dưỡng sữa ha, dưỡng sữa thì tất nhiên là phải có tủ lạnh chuyên dụng. Còn cả về biếu nám hoặc là những cái khác
thì không sao bà hả? Và khoa sàng lọc hiện nay là cái việc sàng lọc xuất tinh là rất là phổ biến hả? Thì ở đến bất thường ở đến bệnh viện người ta sẽ sàng lọc cái gì? Bởi vì cái đèn nó sẽ hoặc là đủ thẳng để sàng lọc tỉnh giá xem trong phòng mặt viên sở sẽ phải vào vấn đề gì gây nhé không? Hoặc là về mặt rồi về em bé sinh non đặc biệt là những em bé có thở oxy được đó và sàng lọc về đi về bệnh sử dụng tỉnh giá suy giảm sơ sinh hả? Bẩm sinh nặng sàng lọc luôn và khuyến cáo và cả sàng lọc cả gì rối loạn chuyển hóa bẩm sinh trong cơ thể như là rối loạn chuyển hóa acetamin rối loạn chuyển hóa đường hoặc là về một số bệnh lý khác thì người ta sẽ sàng lọc luôn khi sàng lọc tim lưng này tim mạch này và sàng lọc về chuyển hóa là những sàng lọc cả hiện nay là cả thường quy nó mặc dù là người dân sẽ trả trả chi phí nhưng như đó là những sàng lọc cả thường quy và tổng phong họ cũng chịu đồng thì mình đã có thể sàng lọc hóa cái tỉnh lưng tim mạch và sàng lọc cũng là chuyển hóa rồi hiện tại rất là nhiều hả ở trong mình cũng làm rất là nhiều bởi vì cái đó thì rất là dễ dàng rồi một số như thế này bình thường thôi nó ví dụ chất gây các bạn sinh ra và chất gây nhá sau đấy phải có lọc chút cơ và thì ma là đến người không phải nhỉ hàng kê phải cũng bình thường không phải nhỉ thì cái bớt sẵn như thế này có thể nó có thể nhỏ hơn có thể bọc rồi lưng rồi đuôi hả thì cũng bình thường cái này nó sẽ phá nhà các năm tháng hả có thể là từ 1 năm tới 2 năm mình mơ hẳn luôn rồi lên những cái gọi là u mẫu có thể là u mặt hoặc là u lồ chẳng hạn thì những trường hợp như thế này mình sẽ cái ruột thì không phải là cáo kiểm liền hả đôi khi là nó sẽ quản tiền trong 6 tháng đến 2 năm nếu như nó càng ngày càng phát triển càng khó thì người ta cũng sẽ điều trị nhiều cách có thể dùng thuốc hoặc là dùng nó sẽ hồi độ chẳng hạn hoặc là cái da em bé đứng trên ngồi thì lập chậm đỏ đỏ hơi đỏ da này hà được chỉ bình thường mà thôi sẽ được gọi là bạn đỏ điểm trong cái má bình thường xem là da da hay không cả bà sau này sẽ có bài hoàn da sơ sinh không lo bài xuất viện hả bây giờ chẳng có phải chơi đâu nó thì như vậy là em bé có sẽ xuất viện nhưng mình phải đảm bảo tất cả những điều của vậy là gì em bé phải ổn định này hả bù lương tiểu lương này rồi đó tại trường thì chỉ đánh giá về cái cơ tăng da nặng ha rồi cảm thấy được tiêm chủng ha vừa có thể là không có cái mơ cái bệnh gì và hướng dẫn người nhà ha cách theo dõi bé đặc biệt là rủ này có bị chứng không mù không máu không và theo xem em bé là thở như thế nào là bình thường ha hoặc là giá như thế nào là tốt có và không ha thì mình sẽ hướng dẫn em bé và em bé mới cũng xuất viện được và tiêm chủng sơ sinh thì mình sẽ có gì tiêm mũi nào trong vòng 24 giờ đầu tiên cái này là chủng thôi nha chứ không phải là bữa nay đó tiêm chủng chúng ta đang tiêm chủng có rất là nhiều mũi ở ngoài này cái này gọi là tiêm chủng mở rộng ấy đấy là quy định vậy thôi và cái còn lại là vô số mũi nào thì câu nào vô câu hả thủy cầu hả vô tư luôn hả thì đó là tùy theo các bạn nhé và thì mà các bạn sẽ tiêm mũi nào càng sớm càng tốt trong vòng tháng đầu tiên và những cái mũi sau này theo lịch như vậy và theo điều kiện sức khỏe của trẻ ở một giai đoạn có bị bệnh gì đó thì có thể là trì hoãn hoặc là không trì hoãn do khi hiện tại là ví dụ như là có nhiều cái bất thường ví dụ như là có thể là ủng hộ sinh hoặc là ăn cái vaccine khi cả bạn sau khi cả bạn phải có sau khi cả bạn có rất là nhiều vô trong đó đối tượng ví dụ như là gì vi sinh này truyền nhiễm này thế đó là những cái vô trọng yếu hoặc là y học truyền thống ví dụ như là nó truyền nhiễm rồi là ví dụ như là viêm gan B thì là có những cái bài nó không phải thế thì các bạn sẽ nhít sẽ tiếp lôi gì mình có cần tiêm chủng hay không hả còn đó con cháu mình hả hoặc là những sức khỏe của mình có cần cháu đi tiêm chủng hay không không phải là mình kiểu như mình làm việc trong y khoa mà khi mình cao phải suy nghĩ và để quyết định rõ ràng và có án khoa học trong cái bất cứ gọi là AT hay là ủng hộ vaccine hả được chưa các bạn có câu hỏi gì không
người ta
thì sao? Chính vì vậy mà riêng về lĩnh vực vitamin D, đặc biệt là đối với trường hợp má đặc biệt á, mấy mù giàu rồi, chừng được hai đời thì người ta khuyên là uống vitamin D ngay, khuyến cáo đó là khuyến cáo toàn cầu, ha, để ngăn ngừa việc vitamin D. Còn thứ hai là về tăng giá, khi cái đường sống đó không thêm vào hiệu quả thì nếu một em bé đã có tăng giá được chỉ định thì chỉ có chữ đèn, còn chỉ khi một em bé tăng giá mà không có một đôi chữ đèn thì tương đương nó sẽ giảm, nhớ. Và thứ ba nữa, như vậy thì vai trò của bắt trời là gì? Vai trò của bắt trời là từ trước đến nay á, mẹ sinh sống là gì sẽ tăng nó không chỉ không trắng tốt, nhiều tập dụng việc. Thì như vậy là gì? Vai trò của bác tôi mình cũng khuyến cáo mẹ nên đưa ra ngoài mặt, ngoài sáng thì là khi hàng ngày mình sẽ đem mẹ rõ ràng hơn. Mình sẽ đem mẹ rõ ràng để mình đưa ra rồi. Có lẽ mẹ có cái màu giá thì khả ra nó cũng không bị vừa đi đến cái năm nó đem mơ mơ. Đấy là đem như thế này. Và cả bà phát hiện mẹ mẹ tăng giá cả bà bộ sẽ không phát hiện ra được. Mà những cái tăng giá mà bà phát hiện nó mùa, đặc biệt là đóng tôn đầu người này đâu thì nó có thể chỉ bilirubin nào để quá người rồi nó có thể kế đến ba gia nhân nên khuyến cáo của các bạn là gì? Phải đưa đá hàng ngày là phải đưa đá ngoài sáng chiều sáng luôn để nhìn em bé có vàng hay là có vấn đề gì không, chứ không phải là mình vừa đấy có ai có khuyên là đem đá để mà tập hợp vitamin D hay là đem đá để mà giảm vàng giá hiện. Nếu như đá vàng giá nhẹ thì thôi nó sẽ tự xuống thôi, chứ gọi là gì? Đã bị bệnh là phải điều trị bệnh, mà không bị bệnh là cứ từ từ nó sẽ giảm đi. Nó bởi vì ban giá mà bởi các bạn nó đến 60% rồi để đạt được 80% rồi để đạt được thẳng có ban giá rồi. Và nhiều nó gọi là nhất ban giá chân lý thứ nhất. Đi được. Mình là ví dụ như là cả bạn đi học cả bạn sẽ khuyên chăm sóc em bé có những cái vấn đề là gì? Mình nói một chút tình hình chúng ta nghĩ nhé. À, đám cho các bé nó có những cái quan niệm dân gian hả, thì mình hãy khuyên ở đây người nhà chúng có niệm cái gì, ví dụ như là nhỏ tránh nó mắc cho ăn sáng có hả, à, có rất nhiều hiện tại bằng công á hả. Cái thứ hai là gì, ví dụ như là mà ra lừa cho em bé chẳng hạn, không phải chỉ em bé cũng có những cái công việc là giảm cái gì cho nó hả, giảm cái gì cho nó hả, mua học lá trâu luôn thì thế ra thì cũng sẽ tái nào lá trâu nữa. Lá trâu thì á là tôi không có gọi là không có thích liên phản đối hả, tức là có nghĩa là gì, y học hiện đại nhưng mà tuy nhiên là mình tự phải là quá thích liên phản đối, nhưng mà gì người mà làm thơ lá trâu đó phải là người có kinh nghiệm, nó không nên quá già. Vấn đề là vì sao đúng các bạn, ví dụ người ta làm lá trâu là gì, người ta sẽ thấy ông lá trâu chỉ cho nó kiếm cái lá trâu cá trong một đêm đúng không, và đắp lên nhà bé đúng chưa, đắp cả đắp thế cùng đắp cái chim hả, họ hả thương bị chủ là để ý thì mới họ nói là để đặt là vì thương các bé sinh ra có tăng nhân tính khoa xử lý được mất ấp để cho nó gòn ra đó. Thì ví dụ như đây người của gia là gì, bên cạnh đây là mình đã đi thẳng các bé tại nhà và mình đã giúp đã gọi là gặp trường hợp như vậy luôn. Tiêu của em bé là một cái phân giá nó rất là nhạy cảm của một nó nồng nồng quá ấy. Cái giá của cái người da của em thì cái thương mày thấy các bạn thấy là bề ở nhà hay có cái nôi đáng khối và đủ sụn hốt chân dẻ không? Thì các bạn nhìn như vậy thì sao? Có nghĩa là du kỳ lạ thôi, có thể nồng thôi, nhưng mà đổi về nhà là bình thường. Nhưng mà để cho em bé là bỏng. Bỏng ở chỗ nào cũng biết, nhưng mà bỏng ở giá thì giá bình rất mỏng và dễ bị nhiễm khuẩn, và dễ bị nhiễm khuẩn thì rất mong manh hả? Các bé là gì? Ở những trường hợp đó thì bóng lên cả cô lên nó vờ cái một cả ta xong nó bị nhiễm trùng ở chỗ đó, nghĩa là gì? Nhưng cái đó thực sự nên hai thuyết là này, có nghĩa là đi làm, có nghĩa là khó khăn thôi là trường hợp có những trường hợp là chích lề chẳng hạn, chích vùng, nhau các nó là nhạc bảo gì đó. Khi mình nói là gì? Những trường hợp mà cám thiệp thì đến bé thì ta không nên, như con bị những trường hợp có những cái quá nghiêm phụ thì mình vẫn chấp nhận và không phải biết, ví dụ như là người ta được giảm số đến cả hoặc là quẹt trong những lúc tháng hoặc là quẹt sáu những cái tháng thì hoặc là cầm cái dấu cầm cái tao hoặc là chỉ bình thường hả, thì là những cái đó là những trường hợp như không có phụ giảm thì để mẹ để đóng lại hả, là như đó là bình thường nhiên tính thì là bình thường thôi hả, mình có thể chấp nhận được. Còn những cái ví dụ như nhỏ nhặt để tiền thôi là làm quả nó bỏ vào để nhớ rằng là mình thả
Thank you.